Dạ vâng, mến chào quý anh chị em, chào mừng quý anh chị em quay trở lại kênh Toyota Bình Dương. Vẫn như mọi hôm nay em Trường đại diện cho hãng Toyota Bình Dương lên sóng báo giá cho quý anh chị một mẫu Toyota Innova phiên bản cuối 2016, mà đặc biệt xe này là một chủ mua mới từ đầu, có nghĩa là từ lúc mua trong hãng đến bây giờ là một chủ đầu tiên, chưa qua chủ thứ hai. Quý bà con phát hiện chiếc này qua chủ thứ hai, hai cái ủy quyền em Trường đền đủ tiền. Rồi, đối với tình trạng chiếc xe này em xin cam kết chuẩn quý anh chị em luôn 100% gia đình. Không taxi, không dịch vụ, không lỗi. Quý chị em đến xem xe phát hiện có taxi, có lỗi, có dịch vụ, em gửi cho bà con ngay 50 triệu cầm đi về. Đấy, kèm thêm một video xin lỗi cho quý bà con, quý anh chị luôn. Đấy, quá tuyệt vời phải không? Cuối 2016, xe siêu cộp, không taxi, không dịch vụ, một phút giây nào, giá hơn 300. Đấy. Bên em có rất nhiều sản phẩm Innova cho quý chị em nhà mình từ tầm 250 cho đến 350 nha. Đó, quý chị em 2016 thì có hai loại, bản trung và bản đủ. Bản trung thì nó rơi vào tầm 280 là có xe, 280 mấy là có xe. Còn bản đủ nó cũng chia ra hai loại, đó là xe gia đình và xe taxi. Xe gia đình thì rơi vào tầm 360 là có xe. Còn bay xe mà qua taxi dịch vụ thì rơi vào tầm 330, 320, 340. Tùy vào chỗ bán. Đấy. Còn chỗ bên em bán là tiền nào của đó. Quý anh chị cầm tiền, tiền đến đâu thì sản phẩm mình đến đó. Cuộc sống này là 4.0, chẳng ai lừa ai. Đấy. Quý anh chị ham rẻ thì mua thôi, chứ cuộc sống này là không ai lừa ai nha. Anh chị tầm tiền nào thì mua xe tầm đó. Đối với bên em là như thế đó, chứ không có phải bán lộn xộn cho quý anh chị em nha. 2016 một chỗ mua mới từ đầu. Mẫu này thì ngân hàng không còn hỗ trợ, nhưng bên em có chính sách cho quý anh chị. Quý anh chị thiếu vài chục triệu không lãi, quý anh chị chỉ còn thanh toán 300, còn lại mấy chục em cho nợ không lãi trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Rồi không lấy lãi, không lấy gì hết luôn nha quý anh chị em nhà mình nha. Rồi, quý anh chị em coi nè. Đèn sáng nè, đèn bi gầm nè, đèn lại rất là đẹp, màu sơn xi là màu bạc. Màu bạc, chiếc xe này em cam kết với quý anh chị em nước sơn zin còn lên đến 95%. Quý anh chị em đến xem không đúng em đền đủ tiền, quý anh chị em đi về. Đấy, sơn zin lên 95%. Đấy, xe này sản xuất giữa năm 2016 nha, tháng 4 tháng 5 2016, xe rất đẹp. Đấy, mâm zin chưa phay chưa gì luôn. Đấy, xe nhanh gương. Đấy, đăng kiểm nó năm sau, tháng 4 2025. Xe được dán full film cách nhiệt đầy đủ hết. Đấy. Đối với chiếc xe này thì em cam kết cho bà con là máy số zin, không ngập nước, không thủy kích, sai em tặng xe quý chị luôn. Đấy. Nối nhanh, nối là có bằng chứng. Lớp dày kẻ vàng. Ừ. Bà con có hóc lớp của nó nè, đẹp không? Tuyệt vời ông mặt trời. Để nó không có rỉ sét, nó không với bụng mọt, chỉ của lớp còn nguyên, có nghĩa là chiếc này chưa có dấu hiệu đồng sơn. Đó, đẹp tuyệt vời cho quý anh chị em nhà mình luôn. Đó, quý chị em coi nè, keo sùng chỉ của nó nè, không có dấu hiệu đứt nối nè, đinh bon là còn nguyên, nước sơn zin là nguyên bản. Đấy, nước sơn zin là nguyên bản nha bà con nha. Đó, bà con coi quá trời đẹp luôn. Ừ, củ số zin nè. Ừ, củ số zin cho quý bà con luôn, quá đẹp. Ừ, vô lăng củ số, xe chìa khóa zin theo xe nè. Đấy, chìa khóa zin theo xe, mã vạch đầu đầy đủ cho bà con luôn. Đó, mã vạch theo xe là còn đầy đủ cho bà con. Xe vẫn còn màn hình zin, em mới vừa lên cho bà con màn hình Android OLED. Đó, bà con coi nè, gai văng đồ nè, đẹp chưa. Đấy, túi khí nè, quá trời đẹp luôn. Củ số nè, đấy, cảm biến lùi sấy sửa kiến nè, đẹp tuyệt vời nè, thắng tay nè, siêu cộp. Ừ, bệ tì tay nè, ghế nỉ còn ở trong, bà con coi bát bản lề nè, đẹp chưa. Ốc nách nè, chưa vặn ra nè, cam kết bằng giấy tờ văn bản cho bà con luôn, gai văn tắp bi nè. Đó, bà con phát hiện có taxi có dịch vụ em tặng đủ tiền cho bà con, bật cặp cái vô lên em ơi. Đấy, keo sùng chỉ của nó nè, ốc nè chưa lắc kê chưa gì nè. Bà con coi nè, nguyên zin nguyên bản nha. Đấy, nguyên zin nguyên bản nha. Ừ, một con xe gia đình mộc mạc nè. Đấy, trần là trần nỉ nè, trần nỉ bọc ni lông cho bà con, 8 chỗ ngồi rộng rãi, ốc nè, sơn zin nè, trẻ xe luôn. Bà con phải là một người yêu cái đẹp, yêu cái sơn zin mới mua được con xe này. Còn bà con ham rẻ thì không, thật luôn là không mua được cái xe này. Siêu cập dành cho những người yêu cái đẹp. Ừ, bản đủ trang bị gạt mưa sâu, sấy sửa kiến, cảm biến lùi, gầm bệ dòng này thì miễn ba. Xe Sài Gòn nè, bà con coi nè, tem máy ổ cầu còn nguyên. Ừ, gầm bệ chưa dặn một giọt sơn, bà con coi gầm của nó đi, đẹp chưa, tuyệt vời nha, bô bổng sáng bon.
cả chiếc này em bán cũng không cao nha, em bán cũng không cao đấy, để cho bà con giá mềm luôn, bà con về dùng đó. Đấy, bà con coi gầm vọng cua lốp nè, sạch đẹp tuyệt vời, không rỉ, không mục, không mọt. Bà con coi vô lăng của nó nè, đó 2016 nha. Đấy, bạn đủ 1550 bắt bạn lời nè, bà con coi đẹp chưa, cái nước mẹ rơm của nó nè, quá đẹp luôn. Ốc nè, miễn vàng đó, gai vân tấp bi nè, gai vân vô lăng nè, bà con có phía vô lăng của nó nè. Xe này thì còn gì nữa bàn nữa bà con, bàn giá thôi chứ bàn cái gì nữa đâu, nó quá đẹp, quá xuất sắc luôn, không còn gì nữa bàn nữa, siêu cộp 2016 nha, lớp mới cải da. Đấy, bà con mua ốc cây bô, ốc đồ là đẹp miên man, chưa ra nè. Đấy, bà con thấy không, đẹp như thế mà, thấy chưa, tuyệt vời, ông mặt trời nhà mình luôn. Máy nè, đấy, xe bà con coi đẹp chưa, chấm xanh chấm đỏ, nhà sản xuất nè, phanh ABS nè, đó bà con thì gọi là siêu cộp chưa. Đấy, đinh bon nè, nguyên nè, bông tâm kết nước nè, đó bà con coi nè, kết nước zin nè, Indonesia. Bà con thấy không, ốc máy là nguyên zin nè, bô bọng là sáng bưng. Đấy, ốc vàng cò là nguyên, đây ốc vàng cò nguyên luôn đó, tem máy nè. Bà con coi tem máy nè, trời ơi đẹp như thế này, cái tem máy mà đẹp như thế này thì bà con suy nghĩ gì nữa, quá là đẹp luôn. Cái dầu của nó nè, chăm xanh chăm đỏ, nhà sản xuất là còn nguyên hết bà con. Rồi, siêu cộp Innova giữa 2016 bên em chào bán với giá là 359 triệu. Tới xem xe là ba rút hồ sơ, có lọc lái cho bà con khi đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng dĩ An Bình Dương bên em Trường. Số điện thoại là 0972 147 247, nhận thu mua cho đổi cái dòng ô tô đã quay sử dụng từ 4 đến 7 chỗ nha. Đặc biệt có quay hồng cao cho bà con khi giới thiệu bên em mua bán được xe nha.